Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Nội dung chương trình tập trung vào 5 hoạt động lớn là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân, tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam. Chương trình nhằm cụ thể hóa luật cảnh sát biển Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Với phương châm hướng về cơ sở và thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, khối dân vận huyện ủy, đảng ủy các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô đã tích cực tham gia huy động các nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các chức sắc, tôn giáo cùng chung tay hỗ trợ xây sửa nhà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban dân vận huyện ủy đã phối hợp với các phòng ban, các tổ chức chính trị, các xã, thị trấn của huyện ra soát, đánh giá và lập danh sách những hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ. Từ đó, các tổ chức chính trị đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc tôn giáo, các doanh nghiệp, các hội từ thiện, nhà hảo tâm để kêu gọi nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ xây sửa nhà. 9 tháng đầu năm 2022, khối dân vận huyện ủy và các xã thị trấn đã phối hợp vận động kêu gọi được nguồn kinh phí khoảng 700 triệu đồng để xây dựng 14 nhà tình nghĩa cho các hộ có khó khăn về nhà ở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc làm ý nghĩa này của khối dân vận các cấp trên địa bàn huyện Yên Mô góp phần thiết thực để các hộ nghèo an cư, lập nghiệp, vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã duy trì nhiều mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường, qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Trong 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã xây dựng được 320 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong đó có trên 70 mô hình ở lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhiều mô hình tiêu biểu như tuyến đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, đường hoa phụ nữ, bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng ni lông, tiết kiệm từ thu gom phế liệu giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ trong giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 90 năm qua, dân vận và công tác dân vận luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo nên sức mạnh nội sinh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, từng bước mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận năm 2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Năm 2015, Ban Bí thư ban hành kết luận số 114 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Gần đây nhất, ngày 26 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 33 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Đây là những căn cứ quan trọng để Tỉnh ủy Ninh Bình tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định số 334 về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng về hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, quy chế số 09 về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình, hay thông chí số 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước các cấp tỉnh Ninh Bình. Bám sát tinh thần chỉ đạo này, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết, triển khai đề án một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn. Từ khi Trung tâm Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đến giải quyết công việc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận trên 51.700 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đạt 34,98%, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 65,02%. Tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả trước hạn chiếm 99,95%. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, thông chi số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Mục tiêu của trung tâm là chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch, hiệu quả. Do đó thì trong thời gian qua, bản thân tôi cũng như tập thể cán bộ tại trung tâm thì luôn nỗ lực nắm vững các chuyên môn nghiệp vụ mà trong từng lĩnh vực mà mình đảm trách, tận tình hướng dẫn người dân trong khi giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ thì là chúng tôi cũng đều thực hiện số hóa giấy tờ, giải quyết kết quả cho công dân làm sao được sớm nhất. Chúng tôi cũng đã áp dụng cái hình thức thanh toán biên lai điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người dân. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở đây cũng đều là đại diện cho các sở ngành. Vì vậy chúng tôi rất ý thức được cái trách nhiệm của mình, luôn luôn tuân thủ các cái nội quy quy chế của trung tâm. Giờ làm việc là chúng tôi thường xuyên đến trước khoảng từ 15 đến 20 phút để chuẩn bị cho công việc được tốt hơn. Bây giờ thì đường chính quyền điện tử, các thủ tục hành chính đều được thực hiện mức độ 3 và mức độ 4. Vì vậy cho nên là công dân cũng đến mà cũng vừa là tiếp nhận hồ sơ cho công dân, thứ hai là cũng vừa hướng dẫn cho công dân để công dân có thể thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, có thể tại doanh nghiệp hoặc tại ở gia đình cũng có thể nhận, cũng có thể gửi hồ sơ cho chúng tôi để chúng tôi tiếp nhận được. Để hướng tới xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp hiện đại thì tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình để hướng dẫn phục vụ nhân dân, và đặc biệt là đối với những cái thủ tục hành chính mới như hiện tại tháng 7 vừa rồi thì đối với một số thủ tục hành chính đã được nâng lên là dịch vụ công mức độ 3-4, chúng tôi cũng cố gắng nỗ lực hết mình để hướng dẫn cho công dân để làm sao công dân khi đến giao dịch tại trung tâm hành chính công luôn được thoải mái và nhanh chóng thuận tiện nhất, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của công dân. Song song với đó, các huyện, thành phố cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các huyện, thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, đảm bảo không gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nếu như năm 2016, tỉnh mới có 82 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, không có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thì đến nay đã có trên 600 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và trên 800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nhân viên này phục vụ được tốt, hướng dẫn tỉ mỉ. Nên đến đây là tất cả những công việc tôi đến đây là nói chung là rất hài lòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 736 đơn vị sự nghiệp, giảm 99 đơn vị so với năm 2015, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 303 người. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện kịp thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các phòng ban chuyên môn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Ngành Trung ương. Việc xác định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan rõ ràng, hợp lý, tránh được sự chồng chéo với các tổ chức trong cùng địa phương và phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
công khai, minh bạch trong triển khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng, các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp kéo dài, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chúng tôi quan tâm đến vấn đề giải quyết các đơn thư tố cáo khiếu nại của nhân dân. Và chúng tôi tập trung chỉ đạo giải quyết ngay ở cơ sở. Phối hợp với các cấp, đặc biệt là các cơ quan liên quan của tỉnh để giải quyết những cái vụ việc phức tạp kéo dài, thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy hàng tháng thì tiếp công dân một buổi, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hai buổi và thường trực của Hội đồng nhân dân huyện là hai buổi. Và thường xuyên cập nhật những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm để giải quyết, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan đơn vị địa phương cũng tăng cường phối hợp với Ban dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Năm 2022, thì Ban dân vận huyện ủy phối hợp tham mưu và chỉ đạo triển khai có hiệu quả cái phong trào thi đua dân vận khéo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở. Đối với lĩnh vực kinh tế thì xây dựng các mô hình về phát triển nông nghiệp, hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, vận động nhân dân rồi các cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn lắp camera an ninh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Điển hình như tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô đã xây dựng mô hình dân vận khéo, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân, thực hiện thành công nhiệm vụ là một trong 6 xã làm điểm thực hiện chuyển đổi số của huyện, tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng tình trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả 12 dự án lớn triển khai trên địa bàn từ năm 2021 đến nay. Về việc thực hiện quy chế dân chủ thì chúng tôi công khai các cái dự án, đề án, các quy hoạch, kế hoạch, các nhiệm vụ thu chi ngân sách và các nhiệm vụ của địa phương đến để nhân dân nắm được, dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trong cái việc giám sát, phản biện xã hội, đối thoại đối với hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân để trên cơ sở đó trao đổi hai chiều để giữa chính quyền và đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chính vì làm các nhiệm vụ đó nên trong cái thời gian vừa qua, đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì chúng tôi hoàn thành và hoàn thành ở mức các chỉ tiêu xây dựng đề ra. 12 cái dự án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho các công trình thì đều được nhân dân đồng thuận. Trong cái thời gian vừa qua đối với nhân dân chúng tôi cũng nằm trên địa bàn thị trấn thì cũng đã được thu hồi đất để phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội. Các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở của thị trấn là mời lên trao đổi và thống nhất để chi trả những cái phần mà được cái đất thu hồi thì nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng thành công 1.045 mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban Nhân dân các cấp cũng đã tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế xã hội, thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, quy định số 124 của Ban Bí thư, góp phần vận hành nhịp nhàng cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý điều hành, nhân dân làm chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Dân vận Ninh Bình kỳ này xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.